và khi anh là em, anh mới biết được rằng là phụ nữ thật là khó. Trong thương việc phải lo, thời gian luôn gò bó, từ nội trợ gia đình đến công danh sự nghiệp, thời gian đâu để nghĩ, chăm chút trông từng bước đi, sau lo thang cô tí, không như ngày đầu quen nhau.